ចាជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានវីដេអូថ្មីសម្រាប់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានរីកូលេដ14ណាមកមកតាគ្នាម៉ាស៊ីន RT14 vậy tới cứ dân thọ chật chật ai bông bông mơ ta mà đón bông bông ảnh mơ bán nó không bị tổ nâng chẳng vậy tới ta lại có bị xa mà sân có xa bông bông ảnh mơ bàn vậy tới cứ xa mình tên bông á bông bông đọc nía chẳng bông bông ảnh mơ bán hai trong này khe bán cứ khe đập bì cứ khe phu mình tên bông 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 hai sau đó bông bông tuyệt cho đã có chồng vô mà xin cha đôi vô mà xin thơ mấy có khang dân miến bong bong trong vô mà xin chá đôi vô mà xin một tật ở bên cậu ba đây bong bong đã khi vậy tới khai nhớ miên lựa tranh tính chỗ miên đô time của miên đây bong bong đã khi cho mà xin chỉ bong bong đã khi trong đô time được có đôi vô mà xin tham ấy cậu ba đây bong bong đã khi khai nhớ miên tật tuột tính chỗ đằng ở cho mà xin chỉ bong bong mình chỉ nạp ở đâm trong lựa mà xin ấy ai tệ tàu mà căn hàng học lên miếng trong bàn hay xem rạp mà xin đi đá cứ từ lại pizza mình tên bông bông đặc khi ăn chơi mà xin chịu bông bông đặc khi ấy cho nên từ lại càng tại chế bông bông ai khó xua được có chat xua cho tôi không thèm ba bông bông đặc khi ăn khang dân ông gặp từ lại càng tại chế bát chuyên cho đâu bông bông để từ trong được ở khi tại một đồng hay xem rạp mà xin đi đá cứ ăn mình tên bông bông đặc khi ăn chơi mà xin chịu bông bông từ lại quên chat chỉ mùi nào mà xin thì đã buồn xe để cô định đầm buồn đi bông bông ai tại tàu mà căn hàng học liên minh trong bán thì ta cứ ăn mình tên mong 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 đọc thì ở to tại mặt đường chẳng mà xin chịu mong mong tại đại chân đã có ạc mơ nơi khả năng YouTube mong mong ai chat mong phép bàn đời Facebook phép cứ dân đại nơi kháng cài video tại mặt đường chẳng mong mong ai chat mà xua phép bàn chẳng mơ mà xin ta lại mát cứ dân nhà bong tam để dạp phép bên tại mặt đường ốc con đã mong mong đọc tặng ốc kênh chúc kênh video cài tiết ốc con.